Thưa quý vị, Tết đã về rồi. Đó là điều mà ai cũng cảm nhận được khi những cành mai vàng đầu tiên đã bắt đầu hé nở, khi chợ hoa xuân đã rực rỡ sắc màu và những người xa quê đã bắt đầu trở về bên người ruột thịt. Thế nhưng quanh ta vẫn có những con người phải đón Tết xa gia đình. Họ thèm cảm giác được sắp xếp đồ về với gia đình, được ai đó chờ đón họ trở về. Dân, đó là những người già neo đơn, không nơi nương tựa, không người nuôi dưỡng. Đó là những đứa trẻ mồ côi một bề, nhưng người thân còn phải đang chịu án, dân dân. Và còn cả những con người chỉ còn sống theo bản năng, không còn biết vui buồn khổ đau. Để rồi trong một phút giây nào đó, hình ảnh bụi vàng thọ trước nhà, cành mai vàng trước ngõ cũng thoáng qua nhưng lại mất hút. Đó chính là những bệnh nhân tâm thần đã sa sút trí tuệ, rất cần sự yêu thương, chia sẻ từ cộng đồng. Cùng với sự nỗ lực của ban giám đốc, của tập thể nhân viên các trung tâm bảo trợ xã hội, trung tâm bảo trợ người tâm thần tỉnh Bến Tre để những người đang sống tại trung tâm được cảm nhận hương vị của ngày Tết cổ truyền. Nhiều tập thể cá nhân, nhà hảo tâm bằng tấm lòng của mình đã cùng chung tay san sẻ yêu thương, mang niềm vui ngày Tết đến với những mảnh đời bất hạnh. Bữa ăn ngày Tết được thực hiện bởi Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện Châu Thành. Thành viên tham gia là chủ tịch, phó chủ tịch Hội Phụ nữ, thành viên ban chấp hành Hội Phụ nữ các xã thị trấn, Hội Phụ nữ công an và nhà hảo tâm trên địa bàn huyện. 350 suất ăn được nấu sẵn bởi chị em Hội Phụ nữ xã Tân Phú và được vận chuyển đến Trung tâm Bảo trợ xã hội và Trung tâm Bảo trợ người tâm thần tỉnh Bến Tre. Ngoài thức ăn là thịt kho trứng, khổ qua hầm, bánh tét, bữa ăn ngày Tết mà các chị mang đến còn có cả thức uống là trà sữa và sữa đậu nành. Nhưng điều đáng nói ở đây không phải ở món ăn ngon mang đậm hương vị ngày Tết mà hầu như gia đình nào cũng có, mà là ở cái tâm, ở tình cảm của các chị dành trọn vẹn trong đó. Cũng chung một món ăn, nhưng người già nấu khác, người trẻ hơn nấu khác, cũng là thức uống. Nhưng trẻ nhỏ, người cao tuổi sẽ hợp với sữa, còn trẻ lớn hơn sẽ yêu thích trà sữa, vân vân. Đặc biệt, không chỉ lưu ý đến sở thích của từng nhóm đối tượng, nguyên liệu đảm bảo dinh dưỡng mà các chị còn nấu nướng kỳ công, với hy vọng hương vị từng món ăn ngày Tết mà các chị mang đến trung tâm phải thật vẹn nguyên tính truyền thống để chuyển đến những mảnh đời kém may mắn nhân dịp xuân về. Món ăn ngày Tết của hương vị của mình đó, hồi xưa tới giờ thì Tết thì phải có hủ qua hầm, thịt heo có trứng, cơm thì phải nấu bằng lửa, thành bằng củi lửa đó. Thử ra phân công các chị em, coi như là những chị em nào nhận được cái vụ kiện nào làm được thì chị em đó làm, còn lại chị em nào mà gần tập trung được thì chị em sẽ tập trung làm. Với chị em làm công tác hội, ngày Tết, ngoài những hoạt động thường xuyên, Hội Phụ nữ các địa phương còn tất bật với việc dẫn động quà Tết cho phụ nữ nghèo, trẻ mồ côi, tổ chức mâm cơm ngày Tết cho gia đình chính sách neo đơn, tổ chức gói bánh tét tặng những công nhân không thể về quê. Với chị em là những nhà hảo tâm, công việc cuối năm cũng lắm bộn bề, nhưng khi được Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện Châu Thành phát động, các chị đã tụ hội đông đủ, bởi ai cũng muốn góp một phần nhỏ cho bữa cơm tất niên cho những hoàn cảnh không may. Đây là một cuộc hoạt động tôi thấy rất là có ý nghĩa, bởi vì các cụ là những người neo đơn, không có gia đình, không có người thân. Thì mình sống ở trung tâm này là ngoài sự quản lý, giúp đỡ, hỗ trợ của nhà nước ra thì còn có sự cộng đồng chung tay của các cái tổ chức cá nhân. Thì mà nếu mà đơn vị tổ chức được một hoạt động như vậy thì là có một ý nghĩa rất là lớn lao, là cũng là một cái nguồn động lực để cho các cụ sống vui, sống khỏe, an tâm. Mặc dù là mình còn khó khăn đi nữa nhưng mình vẫn luôn được sự quan tâm của xã hội với cộng đồng đối với mình. Thì cũng xin thay mặt cho đơn vị là cảm ơn chỗ các anh chị cũng như lãnh đạo của Hội Phụ nữ huyện Châu Thành, cũng như cùng với các mạnh thường quân cũng đã đóng góp chung tay cùng với đơn vị. Tại Trung tâm Bảo trợ người tâm thần tỉnh Bến Tre, nơi đây đang tiếp nhận 215 bệnh nhân, nhiều người trong số họ không người thân. Điểm tựa duy nhất của họ là trung tâm này, và trong những ngày Tết, hầu hết bệnh nhân đều ở lại tại đây. Có thể nhiều người trong số họ, những món ăn, những hình ảnh, những kỷ niệm về Tết cổ truyền của dân tộc cũng đã mất đi do những ngày tháng họ bị loạn thần. Song với những tổ chức cá nhân, những người mang hương vị Tết đến những phận đời đáng thương này, đó là tình yêu thương mà họ muốn cho đi, muốn gửi trao mỗi dịp Tết đến xuân về, dù cho người nhận vì bệnh tật mà không còn là chính họ.